Sunny Đoàn mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Thì bây giờ thì khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 2023. Sunny đứng đây là cách nhà thờ Đức Bà 12 km. Và cũng xin thưa với anh chị, Sunny đang đứng ở trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Và xa xa thì anh chị thấy ngã tư, đó là ngã tư Bình Phước. Bây giờ nó có cầu vượt rồi anh chị. Máy trái thì chúng ta theo quốc lộ 1A, còn gọi là xa lộ Đại Hàng về An Lạc. Còn bên phải thì về Sóng Thần, rồi về Suối Tiên, rồi Tân Vạn, vân vân. Và Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi một cái khu dân cư mới giáp ranh với lại Bình Dương như thế nào anh chị ha. Còn một tí nữa chúng ta lên Bình Dương rồi. Rồi mời anh chị cùng đi với Sunny. Hôm nay thì Sunny mời anh chị chúng ta sẽ khám phá Mảnh Đất giáp với lại Bình Dương anh chị ha. Quốc lộ 13. Phía sau lưng Sunny thì mình đi thẳng thì mình tới cầu Bình Triệu, bến xe miền Đông. Những anh chị mà ngày xưa mà đi bến xe miền Đông đó, hoặc là đi cầu Bình Triệu á, thì tất nhiên là mình sẽ đi ngang qua ngã tư Bình Phước. Rồi, nếu chúng ta vòng vùng Bình mà đi bên trái là chúng ta về miền Tây An Lạc, Bình Chánh rồi đó. An Sương rồi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng luôn nha anh chị ha. Giờ đường phố thì thay đổi nhiều lắm anh chị. Ở đây thì vẫn còn là Thủ Đức nha anh chị ha. Nó qua một cái rạch thì nó mới qua địa phận của Bình Dương. Đây là nơi mà những cái chuyến xe đò ngày xưa đón mọi người đi về Thủ Dầu Một, Đồng Xoài nè, Đắk Nông, Đắk Lắk theo trục lộ quốc lộ 13 và quốc lộ 14. Thì con đường này được mở rộng cũng lâu lắm rồi anh chị. Hai bên là những cái hãng xưởng. Bây giờ những cái khu vực phía ngoài là hãng xưởng rồi, người ta cũng cho thuê nhiều lắm. Ta làm ăn không được á, ta cho thuê. Trời ơi, đây khúc gỗ à, cây nào cũng to to gỗ nè, quá trời gỗ nè, một cái tấm gỗ nè, trời cây một cái cây cổ thụ luôn đó. Đây là hình thành những cái khu dân cư. Sunny cũng muốn cùng với anh chị chúng ta đi khám phá một cái mảnh đất mà có thể nói là vắng vẻ ngày xưa. Ngày xưa đối với Sunny là cách đây khoảng mười mấy năm thôi về trước. Đây một cái khu dân cư. Bây giờ người ta những cái mảnh đất trống người ta mua lại, người ta phân lô ra. Vì cảnh báo lừa đảo gì đây? Một số đối tượng lấy hình ảnh dự án đăng giá thấp 1 đến 3 tỷ rồi để lừa nhận cọc của khách hàng. Đây cái khu dân cư người ta xây liền kề vậy anh chị. Đó. Mình quẹo ra, cái này hẻm cục rồi.
Đây là lừa đảo dữ lắm anh chị. Có một số người thì đúng vậy, không có tin được, đăng lên mạng lấy một hình ảnh một ngôi nhà nào khác và đăng lên giá rẻ. Tại sao mà mình bắt đầu là mọi người sẽ nghĩ đó, tại sao giá rẻ vậy? Mình liên hệ cử coi, thế là sập bẫy. Khi mà tới tới nơi á, thì người ta nói cái nhà đó là coi như trục trặc giấy tờ nên cũng chưa xong. Em sẽ dẫn anh chị đi cái khu mới. Và xong đó, nếu mà mình ấy thì mình đi khu mới. Đó, giống như mồi chài vậy đó. Nên bây giờ mua nhà thì cũng rất là cẩn thận. Đây anh chị ha, đi thẳng là qua cái cầu, còn một tí nữa qua cầu tới cổng chào Bình Dương rồi. Mình sẽ đi vào con đường 12 thì Bình Phước. Thì đối với khu vực này anh chị biết này, nếu mà anh chị đi Thủ Dầu Một hoặc là Đồng Xoài ngày xưa đó, ngã ba Sở Sao rồi đó, thì anh chị thiết đi nhìn hai bên thì anh chị thấy những cái cánh đồng trống thôi, nhưng bây giờ nó trở thành một cái khu dân cư. Và đây là lần đầu tiên Sunny cùng chia sẻ với anh chị, và lần đầu tiên Sunny cũng đi chứ ngày xưa thì đâu đi đâu đó, những cái bảng cho thuê mặt bằng nè. Mình cứ đi vòng vòng nha anh chị, cho thuê mặt bằng. Mình cứ đi vòng vòng để chia sẻ với anh chị, tại vì Sunny thật sự với anh chị là Sunny cũng không có rành khu vực này đâu. Đây là lần đầu tiên nên Sunny cùng với anh chị cũng có một cái cảm giác trời, đây nước ngập, có mưa đâu mà ngập, khi mà mưa thì nó ngập còn sâu hơn nữa. Đây là một con đường để đi vô biệt thự. Trước khi đi vô biệt thự là chúng ta phải có một cái vũng. Cái này cũng không cho vô rồi. Khu nhà giàu thì nó khác, có khác anh chị. Vô gặp ai, giao hàng cho ai. Rồi, thôi chắc mình quay ra. Với con đường này thì Sunny thấy nó cuối cái mảnh đất này thì nó giáp với lại một cái con rạch Gò Dưa. Con rạch Gò Dưa nó kết nối với khu đất này anh chị. Wow. Mình cứ đi thẳng vào bên trong anh nha anh chị ha. Ở đây là những cái mảnh đất trống mà rồi người ta làm kho bãi cũng nhiều.
ở dưới, phía dưới là cùng là một cái con rạch. Cuối đường đây, à, đây là một con rạch nè. À, mình đi ra anh chị ha. Ở đây là những cái kho bãi thôi. Rồi có một cái khu dân cư là một cái khu biệt thự, à, có bảo vệ. Đúng là nhà giàu thì có khác. Mình quẹo vào một con hẻm để coi chúng ta dẫn chúng ta đi đâu. Anh chị đi qua ngã tư Bình Phước là anh chị sẽ tới mảnh đất này. Đó, đây là những cái nhà mà mang theo cái dòng kênh đen nè. Nấu ăn bên cái dòng kênh luôn, dòng kênh đen. Đây là một sớm lao động. Không biết con đường này có không biết dẫn chúng ta đi đâu. Bích đường rồi. Bích đường rồi. Ủa. Chào con. Bích đường rồi anh chị. Rồi, vô dòng bích đường rồi. Đây những căn nhà ra ta chia ra, chia lô ra. Chia sẻ với anh chị, đây là một con rạch nè. Ngày xưa những cái cây nước nè, nó dọc. Chị thấy không? Tùm. Rồi thôi chúng ta đi ra anh chị ha. Nó ở đây thì có một con đường chính đi vô, rồi xong bắt đầu nó tẻ ra hai bên. Con đường này chúng dẫn chúng ta đi đâu? Cho thuê nhà. Hôm nay mình cứ đi để mình khám phá cái mảnh đất này anh chị ha. Thì theo như Sunny cập nhật những cái thông tin á, những cái xóm công nhân, xóm trọ đó, mấy bữa nay thì công nhân trả nhà đó anh chị, trả cái phòng trọ đó về quê nhiều lắm.
tại lên Sài Gòn có vẻ khó khăn, cuộc sống bây giờ nó khó khăn, không cầm cự nổi thôi về quê. À, con đường này nó tẻ vào một cái xóm nữa. Ở đây là cái mảnh đất người ta phân ra, bắt đầu người ta bán anh nhà nhỏ 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 nhỏ, không anh chị thấy không? À, lòn lắp đi ra đây để coi dẫn chúng ta đi tới đâu anh chị ha. Đây là một cái khu dân cư mới thôi. Mình đi thẳng luôn nha anh chị. Bán nhà nếu mà mình ở đây thì mình có thể đi Thủ Dầu Một thì cũng rất là thuận tiện, hoặc là chúng ta đi khoảng 12, 13 cây là chúng ta tới trung tâm Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà rồi. Vô một cái khu là người ta phân lô bán nền nè. Nhà rộng rộng đẹp đẹp không á chứ. Đó, phân lô bán nền, một cái khu dân cư và ok, hẻm cục luôn. À, đi ra anh chị, bao bọc quanh đây là những cái mảnh đất trống nằm lầy đấy, kênh rạch. Ở đây là một con đường. Con đường này là con đường quốc lộ 13 thì phải. Để coi anh chị ha, có phải không? Hay là xa lộ Đại Hàng? Rồi. Rồi, đây là con đường quốc lộ 13 anh chị. Để coi nó là một cái đoạn nào. Rồi. Xin thưa với anh chị, nãy giờ thì xin đi mời anh chị chúng ta khám phá một cái mảnh đất, nó giống như nó ôm một vòng tròn má bên tay phải, từ ngay chỗ ngã tư Bình Phước chạy lên chút xíu rồi xin đi ôm một cái vòng tròn để ra đây. Thì đó là một cái khu dân cư, tất nhiên là cũng có những cái xóm mang theo cái rạch kênh nước đen, rồi có những cái khu biệt thự. Và cái hướng thẳng là chúng ta sẽ gặp một cái cổng trào, qua cái cầu gặp một cái cổng trào là
Bình Dương đón chào quý khách chẳng hạn. Đó, những khúc gỗ mà nãy xin đi không chia sẻ với anh chị. Và đây là có nhiều cái bến xe dù lắm, Bình Phước, Sài Gòn nè. Rồi, mình đi thêm một cái đoạn nhỏ nữa anh chị ha, để chúng ta lăn bánh để qua khu vực Bình Dương. Đây là một cái địa phận giáp ranh. Tin đi ngày xưa thì cứ đi con đường này thôi, đi công tác Thủ Dầu Một, Đồng Xoài, cứ đi con đường này thôi, không bao giờ mà đi vào bên trong. Và hôm nay là xin đi muốn chia sẻ với anh chị đi vào bên trong để coi như thế nào. Đây là một cây cầu, chúng ta bắt băng qua cái cầu này là chúng ta tới địa phận Bình Dương rồi. Cầu Vĩnh Bình, thôi xin đi dưới già cầu nha. Một tí thì xin đi sẽ đi cầu Vĩnh Bình để gọi anh chị. Giờ mình đi xuống đây coi có cái gì. Theo một cái dòng kênh Vĩnh Bình, nó nói mé trái là nói với dòng sông Sài Gòn, bên phải thì nói với rạch Cò Dưa. Ở đây bích lối rồi, lối vô nhà người ta rồi anh chị. Đây một cái xóm mang theo cái dòng kênh, và người ta cũng đang cải tạo cái dòng kênh. Đình Thần Bình Phước, đi vô cái khu phố Đình Thần Bình Phước coi. Khi mà tới đây thì anh chị sẽ, chúng ta giống như lọt thỏm vào một cái vùng quê nào anh chị ha. Bên kia là Bình Dương rồi. Mình đi thẳng coi mình có ra dòng sông Sài Gòn hay không, hay là bích lối. Đình Thần Bình Phước nè anh chị. Cúng đình thì Linh xin liên hệ. Mình quẹo ra anh chị. Quẹo ra ở đây mình có một con hẻm nữa nè. Ở đây ở nhà ai vừa cũng rộng rộng hết. Đây cũng bích lối luôn rồi, đi ra bờ sông rồi quẹo ra. Rồi, xin đi thân ái mến chào anh chị nhé, rất là vui gửi anh chị một mảnh đất giáp ranh với Bình Dương, đó là Thủ Đức, Hiệp Bình Phước trên quốc lộ 13. Xin chia sẻ với anh chị. Đi vậy mình mới hiểu thêm một cái mảnh đất mà nó có khu phố này, khu phố kia, những con đường lắt léo như thế nào. Và để biết thêm ví dụ như cảnh báo lừa đảo, hay là cảnh vật hai bên đường, hay là tình hình
mình nhìn đường phố, cách buôn bán thì mình cũng hiểu ra một phần nào đó tình hình ngày hôm nay. Rồi đứng ở chỗ cái cầu, cái cầu này thì Sunny cũng kết thúc cái video clip này. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Rồi bye bye anh chị và các bạn nhé, hẹn gặp lại.